tiếng Anh. Nghe thấy chưa? Nhảy xong rồi, mệt quá. Tập múa xong rồi thấy hứng nhảy thì nhảy thôi. Tất cả like cho đủ ngày á. Cái tóc của mình đã yêu rồi. Làm gì tìm cái tóc ấy. Cái thực sự luôn. Dù là mua 7-8 cái luôn rồi. Mọi người ơi, cho bé xin một follow. Trời ơi, mấy hôm nay tập múa không lên nổi kg luôn, chứ đừng nói. Đầu tóc như uổi vậy. Đó. Nè. Em nhảy còn đỡ hơn là múa. Múa trong kinh chết được. Quả. Nè. Không thể nào dẻo được, nó cứng như thể đá. Hey, xin em biến hình. Phép thực quyền. Hello mọi người. Mọi người hãy ở room em chơi và nói chuyện với em đi. Không là em sẽ phép thực quyền. Biết. Em múa được chi bộ này. Trông phò quá. À, phèn, quên, phèn, nhầm nha. Hello Malina. Long Nhật, hôm nào còn lấy một bài hát. Tiếng Anh thì nhảy đúng không? Alo của tôi. Em gửi nụ hôn cho chat Zalo bây giờ là sao? Là sao nhỉ? Anh hỏi hộ em phát coi. Như nào? Kiểu kiss me xong rồi add Zalo hả? Hello baby. Sao mà mấy hôm nay giọng quét thế nhở? Hello. Bán hết mận rồi mọi người ơi. Em bán mận này mọi người ơi, có ai ở Hà Nội mua mận không em ship cho. Mận không mọi người ơi, ở Hà Nội có ai ăn mận không em ship cho. Này cháu phải mang mận lên đây bán online. Đi rồi còn đâu mà. Bạn đi.
gì? Motosoda lover. Mấy nay thì bé chưa không like sao nhỉ? Nên mình chưa thấy like. Mà sẽ like à? Có ai đâu mà đòi happy? Cái này là để múa, mọi người có biết không? Đó, hello cuội nha, hello tất cả mọi người mới vào room. Hay là để như này nhở? Em nghĩ để như này đẹp hơn là để chéo đấy. Mọi người thấy vậy không? Hello Giang. Này, để chéo. Đây, em sẽ để. Điên à? Không, em đang thử cho mọi người xem để mai em lấy cái váy. Này. Nó kiểu đeo gì gì luôn. Mình còn lại gì ngoài cuộc vội hai giây? Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm? Cuộc đời đã quá vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai. Này xung lên á. Mọi người giúp em xung lên cái, tôi để hoa mắt đó. Mình còn lại gì ngoài tình đã với không nào? Tại một ngày trôi đi bên mây nào? Mặt lắm. Giả rồi. Quý vị bóc khẩu sát lũ sức lao động. Bây giờ em chỉ đu đưa được thôi. Đẹp mà. Đùa. Nó thế không dám đeo luôn á. Đúng không? Anh đổi tên rồi à?
Em à, người thiệt hả? Đây này, thấy không? Múa đây này. Nè. Dạ hả? Không phải dạ. Lỗi. Nhầm tí, làm gì kinh vậy? Sơ nhà mình thì mình phải nhớ chứ, tại cái ông ma này ông toàn đổi tên ấy. Ông không phải một, chỉ gọi là quản lý room với lại user thi thoảng là chơi ít. Chơi em một sao phát à? Hôm nay có gãy không? Và đây có bờ vai của em này. Đâu? À thế à. Chào anh ra nhá. Xịn quá, không nhận ra. Eo ơi tiếc nhờ. Em bận ấy, bướm thi gần hết hôm nay. Còn môn múa với môn thanh nhạc nữa thôi. Tình tình VIP của mình không nhận ra. Mọi người ơi, mọi người vào cho Chris xin một follow nha. Ồ, em lâu em không like. Anh đi à, anh người giả. VIP, cảm ơn anh. Thi sắp xong rồi. Hôm nay tập múa xong cảm giác như là mình muốn like để nói chuyện với mọi người thôi. Ở lại nói chuyện đi anh. Đừng đi. Hãy ở lại bên em. Người gì vào ra nhanh thế. Yếu à? Gì Long Nhật nè. Cảm giác nghe cái bài của Long Nhật nó hay vậy. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ nha. Mọi người ở lại vẫn nói chuyện rồi đi nhá. Em lên được 30 phút rồi. Thật đấy, số em ngồi không cho, không ai cho ngồi luôn á. Để lại chơi đi anh. Đi đâu vậy? Chop, 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 chop
Hello, Mimi.